Chào buổi sáng quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng bản tin chuyển động ngày mới hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị, lợi dụng tình cảnh bi thương sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, nhiều tài khoản mạng xã hội đã kêu gọi quyên góp cho những nạn nhân tại khu vực này bằng những hình ảnh đau thương, những lời kêu gọi thống thiết. Câu chuyện trục lợi lòng tốt sẽ được chúng tôi phản ánh trong phần tin quốc tế. Còn bây giờ là những tin tức cập nhật. Trước diễn biến sạt lở ngày càng nghiêm trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ 970 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, nguồn dự thu để đầu tư hoàn thành các công trình sạt lở đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn. Trong những năm tiếp theo, cần bố trí vốn hỗ trợ cho Cà Mau tiếp tục đầu tư hơn 131 km công trình chống xói lở rất nguy hiểm còn lại. Bờ Biển Đông khoảng 64,500 km, bờ Biển Tây khoảng 67 km. Qua thống kê của ngành lâm nghiệp, các khu vực bị sạt lở ở mức độ rất nghiêm trọng, tốc độ sạt lở bình quân 45m đến 50m một năm. Cần phải có các công trình kịp thời bảo vệ với chiều dài hơn 132 km, bờ Biển Đông khoảng 87 km, bờ Biển Tây khoảng 45,5 km. Và các khu vực xói lở ở mức độ nghiêm trọng có chiều dài khoảng 67 km. Với tốc độ sạt lở bờ biển như hiện nay, nếu không có giải pháp bảo vệ kịp thời, thì trong vài năm tiếp theo, xói lở sẽ tiếp tục làm mất thêm nhiều diện tích đất, diện tích rừng phòng hộ ven biển đã được hình thành qua hàng trăm năm. Nếu để xói lở tiến sâu vào đất liền thì không chỉ mất đất, mất rừng, mà xói lở còn uy hiếp đến hạ tầng bên trong. Khi đó, có xây dựng công trình thì cũng rất tốn kém và rất khó khôi phục lại diện tích đất rừng đã mất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề xuất dự án chống chịu khí hậu và chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Cà Mau vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm tăng cường tính chống chịu khí hậu và nâng cao sinh kế tại khu vực phía đông huyện Cái Nước, vùng Nam Cà Mau. Mục tiêu cụ thể là phát triển sinh kế bền vững, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, khai thác tổng hợp và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án. Xây dựng tuyến đê Tây sông Bảy Háp từ Hòa Trung đến Nhà Thính và các cống kết hợp cầu giao thông để đảm bảo kiểm soát nguồn nước, ngăn triều cường phục vụ sản xuất với diện tích hơn 20.000 hectare đất khu vực dùng dự án. Quy mô hợp phần sinh kế, nuôi tôm quảng canh cải tiến theo hướng đảm bảo an toàn sinh học, đa dạng hóa loài nuôi thông qua nuôi tôm kết hợp với đối tượng phù hợp, cua, nhuyễn thể, cá nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nước để nuôi trồng thủy sản. Hai mô hình này có ứng dụng công nghệ semi-bioblock để ương tôm giai đoạn đầu, giai đoạn sau ứng dụng vi sinh. Nuôi thâm canh, siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng thông qua ứng dụng công nghệ semi-bioblock, công nghệ vi sinh, tái sử dụng nước. Đây là dự án thuộc nhóm B, dự kiến thời gian chuẩn bị dự án 2 năm 2023-2024, thời gian thực hiện dự án 4 năm 2025-2028, địa điểm thực hiện tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Dự kiến tổng mức vốn đầu tư dự án trên 960 tỷ đồng, tương đương trên 41 triệu đô la. Hiện nay, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển đã nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả với đa dạng đối tượng nuôi, mang lại thu nhập mỗi năm từ 50 đến 100 triệu đồng, giúp nông dân từng bước vươn lên làm giàu. Các cấp hội nông dân huyện đã xây dựng nhiều mô hình nuôi thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể như nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn, 3 giai đoạn, nuôi sầu huyết xen canh vuông tôm, nuôi cá bóng mú thương phẩm, mô hình dỗ cua mẹ, mô hình ương cua giống, nuôi cua đinh. Từ hiệu quả của các mô hình trên đã giúp nông dân chuyển đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đa dạng hóa các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện phối hợp ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật để người nuôi có được kiến thức, kinh nghiệm khi thực hiện mô hình và liên kết tiêu thụ ổn định đầu ra cho sản phẩm. Nhằm xây dựng huyện Phú Tân đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo kế hoạch giai đoạn 2021-2025, Trong năm 2023, huyện Phú Tân sẽ tập trung xây dựng xã Phú Thuận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Tính đến nay, xã Phú Thuận đã hoàn thành 5 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao gồm quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư. Để đạt mục tiêu đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân đề nghị xã Phú Thuận cần tiếp tục phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện. Phân công nhiệm vụ cụ thể, có kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các phòng ban ngành cần nâng cao tinh thần trách nhiệm phối hợp cùng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Phú Thuận hoàn thiện các tiêu chí mình phụ trách, phấn đấu đưa xã Phú Thuận về đích nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ngoài xã Phú Thuận, huyện Phú Tân cũng sẽ tập trung xây dựng xã Tân Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm nay. Để góp phần cùng với địa phương nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều nông dân trong tỉnh đã có những hoạt động thiết thực, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nhau vươn lên phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Ghi nhận tại xã nông thôn mới Khánh Hội, huyện U Minh. Anh Doãn Việt Toàn ở ấp 7 cho biết, trước đây gia đình sống bằng nghề trồng lúa. Tuy nhiên do đất nhiễm phèn nặng, lợi nhuận từ trồng lúa không cao, nên khoảng cuối năm 2019, anh Toàn quyết định chuyển đổi từ một phần diện tích trồng lúa sang nuôi cá sặc rằn. Với diện tích 2 ao 500 m², mỗi ao anh Toàn thả từ 30 đến 40 kg cá sặc giống. Vụ đầu tiên sau 6 tháng nuôi, anh Toàn thu về lợi nhuận gần 50 triệu đồng. Nhận thấy giá cá sặc rằn ít biến động, đầu ra lại ổn định, nên anh Toàn quyết định duy trì mô hình và học hỏi kinh nghiệm tự ép cá giống nhằm tăng thêm thu nhập. Hiện nay, ngoài thu nhập từ việc bán cá sặc thương phẩm, anh Toàn còn có thêm thu nhập từ việc bán cá sặc giống. Bình quân mỗi ký cá sặc giống có giá 160.000 đồng, cao gấp đôi so với giá cá sặc thương phẩm. Cá sặc mà nó đảm bảo và cái tính bền vững nó cao hơn cái con, khách hàng nó ưa chuộng nhiều hơn. Kỹ thuật nó cũng dễ do nước noi thôi, vấn đề nước noi với tăng cường ba cái vitamin cho nó. Có được thành công bước đầu với con cá sặc rằn, ngoài kinh nghiệm nuôi cá vốn có từ thực tế sản xuất, anh Toàn còn học hỏi thêm kiến thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ nuôi cá từ khâu thiết kế ao nuôi, xử lý nguồn nước cho đến cách sử dụng chế phẩm sinh học và cách phòng ngừa bệnh cho đàn cá. Anh cũng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhiều hộ nông dân khác trong xã thực hiện mô hình. Hiện phong trào nuôi cá sặc rằn đang phát triển mạnh trên địa bàn xã Khánh Hội, hiệu quả kinh tế rất khả quan. Ngoài ra, các hộ dân còn tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, trồng thêm nhiều loại cây trồng khác như mít, dừa, chuối để tăng thêm thu nhập. Ngoài sau vườn đó thì trồng khoảng 500 cây dừa với được 200 gốc mít. Còn khu vực này thì khu vực trước nhà ở đó thì trồng cây ăn trái lặt vặt. Còn cái khu vườn ở dưới nước đó, thì mình nuôi cá. Thì một khu vườn 2 hectare đằng này thì trong một năm theo mình nghĩ đó là mình không có hạch toán kinh tế cho nó kỹ, nhưng mà sự thật ra là chắc cũng cả 100 triệu được. Tận dụng tất cả những cái điều kiện mình sẵn có về phát triển nông nghiệp, về nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản, kể cả là việc chúng ta tận dụng bờ liếp sân vườn, bờ vuông để mình trồng hoa màu, cây ăn trái, thì cũng như là kết hợp mình nuôi cá đồng, tạo bữa ăn trong hàng ngày. Còn lại thì có thể là mình trao đổi hàng hóa để mình làm sao tăng thu nhập. Khánh Hội là xã nông thôn mới của huyện U Minh, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quyết định 705 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay, xã đang thực hiện việc rà soát, đánh giá lại các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới, theo quyết định 2221 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhằm có giải pháp củng cố, nâng chất các tiêu chí. Để góp phần cùng xã nâng chất thành công các tiêu chí, Hội Nông dân xã thường xuyên vận động nông dân ra quân trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để nâng chất chỉ tiêu bảo hiểm y tế trong thực hiện tiêu chí y tế. Song song đó, hội còn đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến vươn lên làm giàu, góp phần cùng xã củng cố, nâng chất các tiêu chí thu nhập. Sau đây là những thông tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý. Giá dừa khô nguyên liệu tại nhiều địa phương dùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng một chục so với cách đây hơn một tháng. Tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, giá dừa khô nguyên liệu đang được thương lái và dựa thu mua ở mức 30.000 đồng đến 35.000 đồng một chục. Giá dừa khô cải thiện so với trước nhờ nguồn cung giảm và do tiểu thương, doanh nghiệp thu mua phục vụ chế biến xuất khẩu, tiêu thụ trong nước. Bước vào mùa nắng, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi tăng, tiểu thương cũng đẩy mạnh thu mua dừa tươi của người dân, từ đó góp phần làm cho nguồn cung dừa khô giảm. Từ hôm nay, giá gà bán lẻ trong nước sẽ giảm nhẹ do giá gà thế giới bình quân tháng 3 giảm. Cụ thể, giá gà bình Petrolimex bán là 464.700 đồng một bình dân dụng 12 kg, 1.858.600 đồng một bình công nghiệp 48 kg. Hiện nay, giá gà trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ mới chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Tính từ đầu năm đến nay, giá gà trong nước có 2 lần giảm ở tháng 1 và tháng 3, một lần tăng mạnh vào tháng 2. Ngày 28 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành quyết định về việc phê duyệt di dời hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực đông dân cư, không nằm trong khu vực được phép chăn nuôi. Thời gian thực hiện di dời số cơ sở nêu trên là 2 năm. Đến cuối năm 2024, cơ sở chăn nuôi nếu không di dời thì phải ngưng chăn nuôi theo đúng lộ trình. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương hướng dẫn kiểm tra thực hiện việc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Đồng Nai được coi là thủ phủ chăn nuôi của cả nước với đàn gà khoảng 27 triệu con, đàn heo hơn 2,6 triệu con. Những năm qua, tỉnh đã quy hoạch nhiều khu vực chăn nuôi tập trung. Tuy nhiên, tại các vị trí này có trang trại được xây dựng. Đa số người dân vẫn duy trì tập quán chăn nuôi trong khu vực đông dân cư. Điều này gây ra nhiều hệ lụy, đặc biệt là ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Y tế quận huyện, thành phố Thủ Đức về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo kinh doanh thuốc, đặc biệt là quảng cáo trên mạng xã hội. Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua thuốc điều trị. Vận động người dân đến khám và điều trị, mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, tuân thủ phác đồ điều trị của thầy thuốc. Sở Y tế cũng chỉ đạo thanh tra sở chủ động nắm bắt các thông tin về việc sản xuất, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các trang mạng xã hội và qua phản ánh của phương tiện truyền thông. Tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngày 28 tháng 2, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phát hiện nhiều người lao động không chính chủ đến nộp hồ sơ sử dụng giấy tờ giả trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo đó, từ khoảng tháng 11 năm 2022 đến nay, khi áp dụng kiểm tra vân tay trên căn cước công dân gắn chip và người dân đặt lịch làm việc trực tuyến với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương nghi ngờ 2 trường hợp sử dụng căn cước công dân giả để làm hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đơn vị đã phối hợp với Công an phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Đơn vị còn cung cấp thông tin 15 trường hợp sử dụng chứng từ giả, 1 giấy chứng sinh, 14 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội để công an điều tra. Từ năm 2020 đến năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương cũng đã phát hiện 962 trường hợp người lao động mượn hồ sơ của người khác đi làm và tham gia bảo hiểm các loại. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 2, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tiến hành kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, khu vực trường học và hoạt động xe ô tô đưa rước học sinh tại 5 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua buổi kiểm tra, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai nhận định, trên cơ sở các nội dung đi kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy hầu hết các trường học, chủ phương tiện đưa rước đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi tham gia đưa rước học sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn của phương tiện và giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện. Thông qua đợt kiểm tra, các cơ quan chức năng trong tỉnh sẽ có cơ sở để thống nhất các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với các phương tiện đưa rước học sinh. Trước đó, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ xe đưa rước học sinh va chạm khiến một học sinh lớp 3 trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa tử vong, đã làm dấy lên những lo ngại về việc quản lý các xe ô tô đưa rước học sinh trên địa bàn tỉnh. Hôm qua 1 tháng 3, thông tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trần Công Sĩ, tên thường gọi là Úc Giao, sinh năm 1992, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, và Nguyễn Duy Khương, tên thường gọi là Khương Mặt Sắt, sinh năm 1995, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào khoảng 8 giờ 41 phút ngày 28 tháng 2, hai đối tượng này ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ di chuyển về hướng ngã tư Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn. Bất ngờ, đối tượng ngồi sau xe rút ra vật lạ giống súng, bắn về nam thanh niên chạy xe cùng chiều và liên tiếp truy sát. Gây án xong, cả hai rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt Hương khi đối tượng đang lẫn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Đối tượng Sĩ bị bắt tại thành phố Quy Nhơn. Được biết, Sĩ và Khương đều có tiền án, tiền sự và sử dụng ma túy. Hôm qua 1 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Kiên, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, cùng 7 bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2030, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên là chủ đầu tư 2 gói thầu mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông. Bằng nhiều chiêu trò, các bị can đã phối hợp để Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Điện Biên trúng 2 gói thầu với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng, trong khi giá trị thực chỉ hơn 12 tỷ đồng, gây thiệt hại của nhà nước 7,5 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Đinh Văn Hữu là người khởi xướng, bị can Nguyễn Văn Kiên là người thực hiện hành vi phạm tội với vai trò tích cực. Với hành vi phạm tội như trên, bị can Nguyễn Văn Kiên và 7 đồng phạm bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự. Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 1 và 2 tháng 3 năm 2023. Đến đây, bản tin chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.